Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bà Nội Emily. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn móc một cái mẫu móc vảy cá như thế này nhé. Các cái mẫu móc này, các cái mũi móc này nó chồng khít lên nhau này, chồng so le này, thì gọi là cái mũi vảy cá đấy. Bây giờ mình móc qua một chút cho các bạn thấy nhé. Thế này, tạo ra những cái mũi đôi như thế này, rồi đưa kim vào cái dây của mũi 1. Rồi chúng ta móc 5 mũi móc kép vào cái dây này nhé. Năm mũi, sau đó ra một mũi móc xích. Quay kim móc và móc vào cái dây bên cạnh này, vào cái mũi kép bên cạnh này. Xoay ngược miếng móc lại, chúng ta đưa vào đây. Rồi móc 5 mũi kép tiếp theo ở đây. Rồi xoay ra cái cặp cặp đôi mũi kép này, chúng ta đưa kim vào đây. Kéo và rút một mũi trượt. Tiếp tục quay kim móc, ta lấy mũi giả rồi ta móc vào cái mũi kép này, 5 mũi kép. 1, 2, 3, 4 và 5 mũi, sau đó là một mũi xích. Rồi quay ngược miếng móc lấy mũi giả. Chúng ta lại xoay cái miếng này, xoay cái mũi này ra, chúng ta móc vào đây. Móc vào cái mũi này. Ở đây ta cũng móc 5 mũi móc kép. Sau 5 mũi là một mũi trượt vào cái ô bên cạnh. Đó. Và cứ cái cách móc như thế thì các cái mũi họa tiết này nó sẽ chồng được lên lên với nhau này, chồng so le. Đó. Chồng so le lên với nhau. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn ra mẫu móc bằng len nhé. Cái họa tiết này chúng ta có thể ứng dụng làm túi này, túi ví hoặc là mũ và những cái thứ mà mình muốn. Và bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn từ cái cách bắt đầu mũi như thế nào nhé. Mình sẽ sử dụng len để móc cái họa tiết này nhé. Các bạn chuẩn bị những cái sợi hoặc là len tùy ý. Cần một cái kim móc phù hợp với cỡ len hoặc sợi của các bạn. Và ban đầu chúng ta gây lên một mũi đầu tiên. Mũi này chúng ta chưa được tính nhé. Mũi này mũi đầu tiên mới gây này, chưa được tính này. Sau đó các bạn móc vào đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Mình ví dụ trên một đoạn dây xích dài 30 mũi móc xích như thế này nhé. Sau đó các bạn lên cho mình một mũi móc xích nhé. Các bạn quay kim trở vào mũi thứ 29, tức là bỏ qua hai chân mũi, một chân này, hai chân này, móc vào chân mũi thứ 29, móc một mũi đơn
Tiếp tục mỗi một chân móc chúng ta móc một mũi móc đơn. Đây nhá. Mình sẽ móc chậm để cho các bạn thấy. Mỗi một chân mũi chúng ta móc một mũi móc đơn đã này. Móc hết cái hàng móc này cộng cả cái mũi xích lên hàng đấy thì chúng ta sẽ được 30 mũi móc. Mỗi chân mũi đây chúng ta kéo lên và rút qua hai cái sợi len như thế này, đó là mũi đơn đấy. Mình đã móc xong hàng mũi đơn trên cái đoạn dây xích dài 30 mũi này. Tiếp sau đó chúng ta lại lên 3 mũi móc xích. Quay miếng móc trở lại, chúng ta quay miếng móc trở lại thế này. Đó. Các bạn quay kim lấy mũi giả, các bạn đưa kim vào ô kế tiếp nhé. Ô này là ô thứ nhất này. Bây giờ các bạn đưa kim vào ô kế tiếp đây. Các bạn móc cho mình một mũi. Mũi này chúng ta gọi là mũi móc kép đấy. Tiếp tục quay kim lấy mũi giả rồi đưa kim vào chung cái chân mũi móc kép nhé. Chúng ta kéo lên và rút qua hai sợi len. Rút qua hai sợi len tiếp lần thứ hai. Và tiếp tục như thế chúng ta móc ra đây một mũi móc xích cách một ô, hai ô và đến ô thứ ba chúng ta móc một mũi móc kép. Quay kim lấy mũi giả, chúng ta đưa chung vào một cái chân mũi móc kép nhé, đưa chung vào đây, kéo lên và rút qua hai sợi len lần thứ nhất, lần thứ hai qua hai sợi len. Tiếp tục chúng ta lại móc ra một mũi móc xích như thế này, quay kim lấy mũi giả, mũi này chúng ta gọi là mũi móc giả nhé. Các bạn lại đếm một chân, hai chân và móc vào chân thứ ba, kéo sợi rút qua một lần thứ nhất qua hai sợi len, rút qua một lần thứ hai qua hai sợi len. Tiếp tục quay kim lấy sợi, đưa kim chung vào cái chân mũi móc kép, kéo cái sợi lên, chúng ta rút qua một lần thứ nhất qua hai sợi len, rút qua một lần thứ hai qua hai sợi len và lại ra một mũi móc xích. Quay kim lấy mũi giả cách hai chân mũi, móc vào chân thứ ba, kéo sợi rút qua hai sợi len, rút qua hai sợi len tần lần thứ hai, mũi này gọi là mũi móc kép. Và tiếp tục chúng ta lại móc thêm một mũi móc kép chung vào một chân. Hai mũi móc kép chung vào như thế này thì người ta gọi là hai mũi kép chung chân. Sau đó ra một mũi móc xích, quay kim và lại đếm 1, 2 và móc vào ô thứ 3. Chúng ta kéo sợi lên và móc vào đây một mũi móc kép thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai chung vào một chân. Tiếp tục lại ra một mũi móc xích, quay kim lấy sợi, lại đếm 1, 2 và móc vào ô thứ ba, kéo sợi len lên, rút qua một lần thứ nhất qua hai sợi,
Lần thứ hai có 2 sợi, tiếp tục móc thêm một mũi chung chân vào đây. Ta được 2 mũi kép chung chân, sau đó là lại một mũi móc xích, tiếp tục lại đến 2 mũi kép chung chân cách 2 ô. Một mũi kép và mũi thứ hai. Tiếp tục ra một xích, quay kim lấy mũi giả, đến 1 2 móc vào ô thứ ba, kéo cái sợi lên. Rút qua một lần qua 2 sợi, lần thứ hai qua 2 sợi. Và ta phải móc thêm vào đây chung một chân, một cái mũi móc kép nữa. Đó. Tiếp đó chúng ta lại ra một mũi móc xích, quay kim lấy sợi, đếm 1 2 và móc vào ô thứ ba, kéo sợi lên, rút qua một lần thứ nhất, qua một lần thứ hai, rồi lại móc chung chân vào đây một mũi móc kép tiếp theo. Và tiếp tục chúng ta lại ra một mũi móc xích, quay kim lấy sợi, đếm 1 2 và móc vào ô thứ ba, kéo cái sợi lên, chúng ta rút qua một lần thứ nhất, qua một lần thứ hai và tiếp tục nhé. Ở đầu này chúng ta vẫn còn một mũi ở dưới, ở bên ngoài nhé. Ở đây chúng ta phải móc hai mũi kép chung chân đó, sau đó mới đến một mũi móc kép ở ngoài đầu nhé. Đây, ở cái mũi đầu tiên ấy, nếu chúng ta bỏ mũi này là chúng ta bị thiếu mũi đấy nhá. Đó, chúng ta móc một mũi móc kép để cho nó giống họa tiết ở phía bên này nhé. Phía bên này chúng ta cũng có 3 mũi này. Đấy. Và bên này chúng ta cũng giống nhau nhé. Khi ta móc ra một mảnh thẳng thì hai bên ta cần một cái sự cân đối nhé. Bây giờ chúng ta lên hàng. Chúng ta lên hàng thì các bạn móc vào đây một mũi móc xích này, rồi mới quay miếng móc trở lại. Quay miếng móc trở lại như thế này. Đây nhé. Đó, thì bây giờ lại cắm ngay cùng một chân nhé, chân của cái mũi móc xích ở đây nhé, đưa cái kim vào đây, kéo qua và rút một mũi, mũi này gọi là mũi móc trượt đấy. Sau đó các bạn quay kim lấy mũi giả, rồi đưa kim vào cái chân dây, cái mũi móc kép này. Đấy, ở đây ta có hai cái mũi móc kép này. Đấy, bây giờ ta đưa kim vào đây, ta kéo từ đây, ta kéo từ dưới lên nhé, ta đưa ở đây, kéo sợi ra, rồi rút qua hai sợi một lần thứ nhất, rồi rút qua hai sợi lần thứ hai, tiếp tục quay kim lấy mũi giả, đưa kim vào cái dây móc kép đấy, kéo lên, rồi rút qua hai sợi, rút qua hai sợi lần hai, quay mũi giả, đưa kim vào cái dây mũi kép nhá, chúng ta kéo cái sợi lên, rút qua một lần thứ nhất qua hai sợi, lần thứ hai qua hai sợi, và tiếp tục chúng ta móc vào đây một mũi nữa. Ta được 3 mũi rồi đây này, là mũi thứ tư, và móc vào đây một mũi thứ năm. Sau khi có 5 cái mũi móc kép trên cái dây mũi kép ở cái hàng dưới nhá, thì chúng ta lại móc thêm một mũi móc xích, tiếp tục quay kim lấy mũi giả, chúng ta lật cái mặt này ra và móc vào cái dây bên cạnh này, cái dây mũi kép bên cạnh này nhá. Chúng ta móc ở đây, quay kim lấy mũi giả trước này, rồi đưa kim từ phía này, đưa vào đây, kéo cái sợi qua, rồi rút một lần thứ nhất qua hai sợi len, rút một lần thứ hai qua hai sợi len, tiếp tục quay kim lấy mũi giả, rồi đưa kim cùng vào cái chân mũi kép đó, chúng ta kéo cái sợi lên, rút qua một lần thứ nhất qua hai sợi, lần thứ hai qua hai sợi, tiếp tục chúng ta thao tác vào đây thêm 3 mũi nữa. 1 2 và 3 mũi tổng cộng ở trên cái dây mũi kép ở hàng dưới, chúng ta lại móc được một cái chùm là 5 mũi móc kép ở trên đây. Sau 5 mũi móc kép này thì chúng ta quay miếng móc ra nhé, quay miếng móc ra đây. Đấy, chúng ta móc vào cái dây
ở cái hàng dưới đấy chúng ta có những cái cặp đôi như thế này, cặp đôi mũi kép như thế này. Thế bây giờ mình đưa kim vào giữa hai cái mũi kép này nhá. Đây, đưa kim qua hai cái sợi len như thế này, chúng ta đưa kim vào đây, kéo cái sợi len qua rồi kéo hết. Mũi này chúng ta gọi là mũi móc trượt đấy. Và mình đã được một cái vảy cá đầu tiên trên cái mô hình móc này nhá. Tiếp tục chúng ta quay kim lấy mũi giả, mũi này gọi là mũi giả, chúng ta lại đưa từ dưới lên, đưa vào một cái chân mũi móc kép thế này nhá. Chúng ta kéo cái sợi len, rồi kéo cái sợi len lần tiếp, rút qua hai sợi len, tiếp tục quay kim lấy sợi rồi kéo qua hai sợi len lần nữa, ta được một mũi móc kép ở trên cái dây kép này nhá. Tiếp tục chúng ta lại móc thêm mũi thứ hai, mũi thứ ba, rồi đến mũi thứ tư, mũi thứ năm, tiếp tục. Sau khi đã được 5 cái mũi móc kép như thế này, chúng ta móc tiếp một mũi móc xích như thế này, quay kim lấy sợi, mũi này chúng ta gọi là mũi giả. Rồi bây giờ chúng ta quay cái miếng móc trở lại, không quay ngược trở lại đâu nhé, chỉ xoay nó ra thôi, xoay nó ra, chúng ta lại móc vào cái cạnh bên, tức là một cái dây mũi móc kép ở bên cạnh cái mũi chúng ta vừa móc đấy. Chúng ta đưa từ bên dưới lên, kéo cái sợi qua, rồi kéo len rút qua một lần thứ nhất qua hai sợi, kéo len rút qua một lần thứ hai qua hai sợi, ta được một mũi móc kép đầu tiên ở trên cái dây mũi kép thứ hai mà chúng ta vừa móc cái họa tiết ở phía bên này nhá. Bây giờ chúng ta lại móc tiếp vào đây thêm 4 mũi nữa. Vậy là tổng cộng mình móc ở trên đây đã được 5 cái mũi móc kép như thế này. Bây giờ chúng ta lại đưa kim vào cái ô hai cái kép bên dưới này, ở cái hàng dưới này chúng ta đưa kim vào đây, vào giữa hai cái mũi này nhé, chúng ta không đưa giữa này, đưa giữa trên nhé, đi qua hai cái sợi như thế này thôi này, kéo cái sợi len qua này, rồi rút qua một mũi, mũi này chúng ta gọi là mũi trượt đấy. Đó. Rút qua hết, mũi trượt hay là mũi rời ấy, tùy các bạn gọi đấy. Ta được hai cái vảy cá ở trên cái mô hình của chúng ta đang móc này. Đấy, tiếp tục quay kim lấy mũi giả, chúng ta lại đưa kim từ bên dưới kéo lên trên, kéo sợi, chúng ta rút sợi qua hai sợi len, rút một lần thứ hai qua hai sợi len, ta được một mũi đầu tiên. Tiếp tục chúng ta móc vào đây tổng cộng là 5 mũi móc kép vào cái dây kép ở hàng dưới này nhá. 3 4, và mũi thứ 5. Sau đó chúng ta lại ra một mũi móc xích, quay kim lấy mũi giả, chúng ta quay miếng móc trở ra đây, không phải quay ngược nhá, vẫn quay giống như vừa rồi nhá. Chúng ta móc vào cái dây này đấy, là 5 mũi móc kép nhá, nhưng không móc như thế này nhá, chúng ta vẫn móc như thế này này. Chúng ta quay cái miếng ra đây, chúng ta đưa kim từ bên dưới lên nhá, từ dưới lên đưa vào đây, kéo cái sợi qua, kéo đi qua hai sợi, kéo sợi và đi qua hai sợi lần hai. Tiếp tục chúng ta móc vào đây tổng cộng là 5 mũi móc kép, mũi thứ hai, rồi đến mũi thứ ba, mũi thứ tư, đến mũi thứ năm. Sau khi móc xong được 5 mũi móc kép ở trên cái dây kép ở hàng dưới thế này, chúng ta lại đưa kim vào hai cái sợi len như thế này nhé, giữa hai cái mũi móc kép ở hàng dưới thế này. Đây,
Ở hàng dưới chúng ta có những cái cặp đôi này giống hệt những cái mũi trước chúng ta vừa móc đấy. Rồi chúng ta lại kéo sợi rút qua. Thế, đó. Mình kéo lại cái mũi này nhá. Đây, đưa kim vào đây. Kéo sợi rút qua hết. Chúng ta được mũi thứ ba. Cái vảy cá thứ ba trên cái ô này nhá. Tiếp tục chúng ta lại móc thêm cho cái ô kế tiếp. Ở đây chúng ta cũng móc giống hệt như những cái họa tiết trước. Cũng móc vào đây 5 mũi kép. Bây giờ các bạn quen hơn một chút rồi, chúng ta có thể móc nhanh hơn chút nhá. 4 này, 5 này, sau đó là một xích này, tiếp tục quay kim này, rồi ta móc vào cái cạnh bên này nhá, vào cái dây kép này chúng ta lại móc 5 mũi móc kép. 1, 2, 3, 4 và mũi thứ 5. Sau khi móc xong được 5 mũi như thế này, chúng ta lại đưa kim vào đây và móc một mũi trượt nhé. Đưa kim, kéo sợi và kéo qua hết. Mũi này chúng ta gọi là mũi móc trượt. Đó. Tiếp tục, chúng ta đưa kim, kéo sợi và đưa từ dưới lên, móc vào cái ô mũi kép ở hàng dưới. Chúng ta kéo sợi lên rồi rút qua. Lần thứ nhất, lần thứ hai, ta được một mũi kép thứ nhất, đến mũi kép thứ hai và mũi kép thứ ba. Tiếp tục mũi kép thứ tư, mũi thứ năm. Sau khi móc xong được 5 mũi móc kép như thế này, chúng ta móc một mũi móc xích, quay kim lấy mũi giả, chúng ta xoay miếng móc và móc vào cái dây kép này nhá. Chúng ta kéo lên, rút qua, rút thêm một lần nữa. Tổng cộng chúng ta móc vào bên này là 5 mũi móc kép. 3, 4 và mũi thứ 5. Sau khi móc xong được 5 mũi như thế này, chúng ta lại móc một mũi móc trượt vào đây nhá. Vào cái dây như thế này, chúng ta kéo qua một mũi móc trượt. Đó. Của mình có mũi nối. Mình phải giấu ở phía bên sau nhá. Đấy, phía sau này. Đấy, để chút nữa mình móc cái hàng kế tiếp thì mình sẽ có ý hơn. Đấy, các bạn cắt cái lầm tờm đi. Ừ. Bây giờ ra đến đầu này. Bây giờ ở đây nó chỉ có một cái dây thì làm nào. Bây giờ mình phải móc thế này nhé. Các bạn đưa kim vào đây và móc vào đây một mũi móc đơn vào đây. Đấy. Để cho không thiếu mũi, chúng ta phải móc mũi đơn vào đấy nhé. Tiếp sau đó chúng ta lại lên một mũi, hai mũi, ba mũi, quay miếng móc trở lại như thế này, xoay kim lấy mũi giả, chúng ta đưa kim vào cái chân đây nhá. Chúng ta thấy cái chân này, đây là cái chân ô thứ nhất này, là ở cái dây xích này, chân thứ hai ở đây này, chúng ta đưa kim vào cái chân thứ hai này, đi qua cả cái sợi đằng sau này nhá. Đây, qua, đi qua như thế này, kéo sợi lên, rồi chúng ta móc vào đây mũi thứ nhất là mũi móc kép và mũi thứ hai là mũi móc kép chung vào một cái chân này nhá. Mũi thứ hai ta được hai cái mũi móc kép như thế này. Sau đó chúng ta lại móc một mũi móc xích, rồi quay kim lấy mũi giả, rồi đến cái ô kế tiếp này nhá, là giữa hai cái ô vảy cá này, chúng ta kéo sợi này. Đấy. Rồi móc vào đây một mũi móc kép. Mũi kép thứ nhất, rồi đến mũi móc kép thứ hai chung vào cái ô
7 cá đó, đó. Mũi thứ hai, đó. Tiếp tục lại là một mũi móc xích. Rồi quay kim lấy mũi giả. Bây giờ các bạn lưu ý nhé, không có bạn sẽ bị thiếu mũi, thừa mũi ở cái chỗ này đây này. Chúng ta lại đưa kim vào cái ô đây nhá. Đây nhá. Vào cái ô dưới này. Đấy, đây có hai cái chân mũi móc kép này. Đấy, chúng ta đưa kim vào đây và đi qua hai cái sợi len thôi nhá. Đây, qua hai cái sợi len như thế này. Chúng ta kèo qua và rút lên. Chúng ta rút qua một lần thứ nhất, qua hai sợi len, rút qua lần thứ hai, qua hai sợi len. Và tiếp tục chúng ta lại móc thêm một mũi nữa chung vào một chân nhé. Mũi này chúng ta vừa hoàn thành gọi là mũi kép đấy. Tiếp tục chúng ta lại móc một mũi móc xích. Và cứ như thế thao tác lặp lại nhé. Chúng ta kéo vào đây rồi móc hai mũi kép chung chân. Một, hai, sau đó là một mũi xích. Quay kim lấy mũi giả rồi đưa kim vào cái chùm ở cái hàng dưới này. Chúng ta có hai mũi kép này, chúng ta đưa kim đây qua hai cái sợi len như thế này, kéo lên và lấy sợi rút qua hai sợi, rồi tiếp tục qua hai sợi còn lại. Sau đó chúng ta lại móc thêm một mũi nữa chung vào một chân nhé. Tiếp tục ra một mũi xích, xoay kim lấy mũi giả, đưa kim vào cái ô 7 cá này. Đấy, chúng ta đưa kim này, kéo sợi rút qua một lần thứ nhất qua hai sợi, lần thứ hai qua hai sợi. Và tiếp tục chúng ta móc thêm một mũi móc kép chung chân vào đây. Đó, lại ra một xích. Và bây giờ chúng ta lại hai kép vào đây. Một, hai, đó, rồi lại một xích, rồi lại đến hai kép vào đây nhá. Một kép và hai kép, rồi lại ra một xích, quay kim lấy mũi giả, rồi đến cái chùm hai mũi kép ở hàng dưới. Chúng ta lại đi qua hai cái sợi như thế này thôi này, đó, móc hai mũi kép chung vào một chân. Đó, rồi tiếp tục ra một xích, rồi quay kim lấy sợi, rồi móc vào cái ô 7 cá này nhá. Chúng ta kéo lên rồi rút, rút lần 2, quay kim, kéo sợi, rút lần 1, rút lần 2. Và bây giờ chúng ta chỉ còn một mũi nhé. Các bạn nhớ phải móc thêm một mũi vào đây nhé. Chúng ta quay kim lấy sợi và móc vào cái đầu cùng ngoài này. Chúng ta móc một mũi, đưa kim qua hai cái sợi len nhé. Chúng ta không đi qua một sợi, đi qua hai cái sợi len như thế này. Đấy, kéo lên rồi rút, rút hết. Chúng ta được một cái mũi móc kép bên cạnh cái chùm ô mũi kép có hai mũi chung chân như thế này nhá. Sau đó chúng ta lên một mũi móc xích, đó, quay kim sang phía bên này, đó. Chúng ta lại đi vào cái chân mũi chân đây nhá. Chúng ta lại đi vào đây, kéo lên một mũi giống hệt như hàng dưới đó. Chúng ta kéo một mũi móc, mũi này gọi là mũi móc trượt đấy. Rồi tiếp tục chúng ta đi vào đây nhá. Chúng ta đi vào đây. Đó. Ở đây chúng ta mà móc cái mũi 7 cá ngay vào đây đấy thì chúng ta sẽ bị hai cái mũi 7 cá này trùng vào với nhau nhé. Cho nên là chúng ta sẽ móc mũi 7 cá thứ hai, thứ nhất vào cái ô thứ hai đây này. Vào đây mình gọi là cái chùm này là chùm thứ nhất, chùm này là chùm thứ hai. Đó. Ở đây ta sẽ phải đi mũi đơn. Ở đây ta đi mũi đơn nhá. Mũi đơn hoặc các bạn đi mũi trượt. Ở đây các bạn đi mũi trượt. Nếu chúng ta đi mũi trượt đấy thì hàng móc của chúng ta sẽ đẹp hơn đây này. Đây, chúng ta đi mũi trượt từ đây nhá.
Và bây giờ mình quay kim lấy mũi giả, đưa kim vào cái ô thứ hai này, kéo sợi đó, móc qua một mũi, mũi thứ hai là mũi móc kép, mũi thứ ba và mũi thứ tư, mũi thứ năm. Sau cái năm mũi này chúng ta lại ra một mũi móc xích, quay kim lấy sợi chúng ta móc vào cái ô bên cạnh nhé, cái dây mũi kép bên cạnh này chúng ta lại móc vào đây là 5 mũi móc kép, 1 2 3 4 và 5 mũi. Sau khi hoàn thành xong được 5 mũi móc này, chúng ta lại đưa kim vào giữa hai cái mũi kép ở hàng dưới nhé, đi qua hai cái sợi len như thế này, chúng ta kéo qua một mũi móc trượt đó, ta được một cái vảy cá đầu tiên trên cái hàng móc kế tiếp thế này. Đấy, hàng này chúng ta lại là có 1 2 3 4 5 mũi, 5 cái vảy cá nhé, nên hàng này chúng ta được một mũi đầu tiên này. À, rồi tiếp tục đến mũi thứ hai, chúng ta lại đưa kim này, lấy sợi như thế này, mũi này gọi là mũi giả đấy, rồi chúng ta lại đưa kim vào đây. Đấy, rồi kéo cái sợi rút qua một lần thứ nhất qua hai sợi len, qua lần thứ hai qua hai sợi len, và tiếp tục chúng ta móc vào đây 5 mũi móc kép đó, 2 rồi 3 4 5 5 mũi. Sau khi móc xong 5 mũi móc kép như thế này, 1 2 3 4 5, chúng ta lại ra một xích, quay kim lấy mũi giả, chúng ta lại móc vào cái ô dây kép bên cạnh nhá, dây mũi móc kép bên cạnh này, kéo lên này, chúng ta móc vào đây 5 mũi móc kép tiếp theo, mũi 1, mũi thứ 2, mũi thứ 3, mũi thứ 4 và đến mũi thứ 5. Sau khi móc xong 5 mũi móc kép, chúng ta lại đưa kim qua hai cái sợi len ở cái hàng dưới này, chúng ta đi qua này, kéo một mũi móc trượt đó, tiếp tục chúng ta quay kim lấy mũi giả, rồi kéo từ dưới lên cái mũi móc kép ở hàng dưới, chúng ta kéo sợi và móc vào đây 5 mũi móc kép, giống hệt như những cái họa tiết kia nhé, vì cái này thao tác giống nhau lắm. Đấy, 3 4 và 5 mũi. Sau khi móc xong 5 mũi như thế này, chúng ta lại ra một mũi móc xích, quay kim lấy mũi giả, rồi chúng ta lại xoay cái miếng ra đây, rồi chúng ta móc vào cái chân mũi, kéo cái mũi móc kép này lên, rồi móc vào cái mũi móc kép này 5 mũi móc kép chung vào một cái ô này, 2 3 4 và 5 mũi. Sau đó chúng ta lại đưa kim và kéo rút một mũi móc trượt vào đây đó, vậy là mình đã được 3 cái vảy cá tiếp theo cho cái hàng tiếp này. Cứ như thế chúng ta móc cho đến hết nhá. Ở đây chúng ta vẫn móc 5 mũi, 1 2 3 4 và 5 mũi. Sau 5 mũi là một mũi móc xích. À, sau mũi móc xích chúng ta lại móc 5 mũi ở phía bên này nhé, 5 mũi kép. Ở cái họa tiết này chúng ta sử dụng cả mũi xích này, rồi mũi đơn này,
rồi đến mũi trượt này, rồi mũi kép này. Đó, được 4 rồi. Ta lại móc thêm một mũi để thành 5 mũi. Bây giờ chúng ta lại móc một mũi trượt đi qua hai cái sợi len ở dưới thế này nhé. Đây, ở cái ô dưới này, chúng ta đi qua hai sợi len, kéo qua rồi rút hết. Mũi này gọi là mũi trượt. Và đến cái ô này nhé, chúng ta lại móc thêm cho mình được một cái họa tiết như thế này nữa đấy. Đây, ở đây chúng ta có ba cái chân mũi đúng không? Thì bây giờ chúng ta móc vào một cái chân mũi này nhé, kéo lên, kéo sợi, rồi rút qua hai sợi, rút qua hai sợi còn lại, tiếp tục quay kim lấy sợi, kéo sợi và rút qua hai sợi lần một, rút qua hai sợi lần hai, ta được hai mũi rồi. Mũi thứ ba, mũi thứ tư, rồi đến mũi thứ năm. Sau năm mũi là một mũi móc xích. Sau đó chúng ta lại móc vào cái ô bên cạnh đây, móc vào cái dây kép này nhá, quay miếng móc xoay ra, xoay ra rồi móc giống hệt như cái họa tiết kia thôi. Chúng ta lại móc 5 mũi, 2, 3, 4 và mũi thứ 5. Sau khi móc xong cái mũi thứ 5 này thì chúng ta còn một cái dây xích ở đây nhé. Các bạn đưa kim vào cái dây xích này, đưa kim vào cái dây xích này, khều ra đây, khều một cái mũi ở đây nhé, chúng ta không đưa cả vào đây nhé, khều vào một mũi này. Đấy, đi qua hai cái sợi len như này, rồi kéo một mũi trượt, đó, trượt hết. Sau khi móc xong hàng này thì mình lại được thêm một ô họa tiết vảy cá ở trên cái hàng móc như này. Lên đây lên nhé, một xích này, hai xích này, ba xích này, quay ngược miếng móc, lấy mũi giả, chúng ta đưa kim vào cái ô bên cạnh này, đưa vào giữa đây nhé, chúng ta móc một mũi móc kép, sau đó ta quay kim móc và lại móc chung một chân với cái mũi móc kép chúng ta vừa móc, đưa vào đây, kéo sợi lên, đi qua hai sợi lần thứ nhất, đi qua hai sợi lần thứ hai, sau đó chúng ta lại móc một mũi móc xích, rồi quay kim móc, chúng ta lại móc vào giữa hai cái mũi họa tiết như thế này, đi xuống dưới này, đi kim qua đây, kéo cái mũi móc lên, kéo qua hai sợi lần thứ nhất, kéo qua hai sợi lần thứ hai, sau đó lại quay kim lấy mũi giả, rồi đưa kim chung vào một chân, chúng ta lại móc một cái mũi móc kép thứ hai chung chân vào đây. Vậy là trên cái hàng móc này chúng ta cứ cách một mũi móc xích, rồi lại đến hai mũi kép, rồi lại đến một mũi móc xích, lại đến hai mũi kép. Bây giờ chúng ta lại ra một xích này. Đấy. Rồi lại đến hai mũi kép ở dưới cái ô dưới nhé, giữa cái mũi họa tiết như thế này, chúng ta móc hai mũi móc kép. Mũi kép thứ nhất, mũi kép thứ hai, rồi lại đến một mũi xích, rồi lại đến hai mũi kép chung vào chân giữa hai cái họa tiết như thế này. Một này, hai mũi kép chung vào một chân. Đó. Sau đó lại là một mũi xích, tiếp tục lại hai mũi kép vào cái ô bên dưới thế này. Rồi lại đến một mũi xích. Rồi lại đến hai mũi kép.
rồi lại đến một mũi xích, rồi lại đến hai mũi kép. Đây là chúng ta lấy mũi giả này rồi móc hai mũi kép vào đây, 1 2 đó. Tiếp tục chúng ta lại móc một mũi xích rồi để đến hai mũi kép, 2 mũi xích rồi lại đến 2 mũi kép. Lại 1 xích. Rồi lại đến 2 mũi kép vào cái ô bên dưới như thế này. Sau đó là một mũi xích. Rồi mới đến một mũi kép ở cái hàng dưới như thế này nhé. Chúng ta móc đi qua hai cái sợi dây đây. Đi vào đây. Kéo cái sợi lên. Chúng ta móc một mũi kép ở cái đầu ngoài này cho giống cái hàng bên dưới này. Đó. Bây giờ lên cái hàng bên trên, chúng ta xoay cái miếng móc trở lại. Và ở đây chúng ta lại hình thành những cái mũi móc có những cái cặp đôi như thế này. Bây giờ chúng ta lại bắt đầu với cái mũi họa tiết vảy cá như thế này nhé. Tiếp tục chúng ta lại lấy mũi giả rồi đưa kim vào cái mũi kép ở hàng dưới này, cái mũi kép thứ nhất này. Ở đây có hai mũi kép, chúng ta lại lấy một mũi này rồi móc vào đây 5 mũi móc kép. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba, lấy mũi giả này, đưa kim này, kéo sợi này, rút qua lần thứ nhất qua hai sợi, lần thứ hai qua hai sợi, ta được 4 mũi rồi nhá, thêm một mũi thứ năm nữa, 5 mũi. Sau khi có 5 mũi móc kép như thế này, chúng ta lại móc một mũi móc xích, lấy mũi giả, chúng ta lại móc tiếp tục vào cái mũi kép phía bên này nhé, với cách quay kim móc đưa từ bên trái sang này. Nếu các bạn thuận tay trái thì các bạn hãy đưa ngược lại nhé. Đây. Đấy. Đưa vào đây, chúng ta lại móc 5 mũi móc kép. Giống hệt cái hàng họa tiết bên dưới. Bốn rồi. 5 mũi. Sau đó chúng ta đưa kim vào cái giữa hai cái ô này, đây, giữa hai cái mũi này. Chúng ta đi vào đây. Hoặc là các bạn đi qua đây cũng được này. Đấy, đi qua đây cũng được nhé. Đi qua đây rồi chúng ta lại kéo một mũi móc trượt. Đó. Rồi tiếp tục, chúng ta lại đi qua vào đây và móc 5 mũi móc kép sang cái ô kế bên. Móc xong 5 mũi móc kép, chúng ta lại móc một mũi móc xích, quay kim móc, chúng ta lại móc vào phía bên này nhé. Đây, và bên này chúng ta cũng móc 5 mũi móc kép.
móc xong 5 mũi. Ở cái mũi móc kép phía bên này chúng ta lại đi kim sang bên đây và kéo một mũi móc trượt, và cứ cái kiểu móc như thế này chúng ta sẽ móc cho đến hết cái hàng móc này nhé. Và đến đây nhé thì chúng ta kết thúc mũi móc bằng một mũi trượt vào đây. Cứ cái cách móc như thế này chúng ta lại lên hàng giống hệt những cái hàng trước mình đã hướng dẫn nhé. Và tùy theo ứng dụng của các bạn mà các bạn làm rộng hoặc là dài tùy ý nhé. Vậy là chia sẻ của mình đến đây là hết rồi. Chúc các bạn thành công nhé. Chúc các bạn móc ra nhiều sản phẩm ưng ý. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo của mình nhé. Xin chào.